Trong phần 1, anh Hoàng đã chia sẻ về hai giai đoạn của công việc trồng cây trong ngành UX UI là chọn hạt giống, làm đất và gieo hạt. Qua đó chúng ta cũng biết được những yếu tố, những nền tảng cần có để trở thành một UX UI designer. Tiếp theo ở phần 2, hãy cùng tìm hiểu xem là khi đã xác định theo đuổi lĩnh vực này, bạn sẽ cần chuẩn bị những gì để đi xa trên con đường phát triển sự nghiệp nhé. Ta sẽ cùng chuyển đến phần 3. Phần 3 này là sau khi gieo hạt rồi thì không phải là chúng ta cứ ném cái hạt giống xuống đất rồi nó sẽ mọc lên trở thành một cái cây khỏe mạnh. Có thể nó thành một cái cây khỏe mạnh thật, nhưng mà em nghĩ là đấy là phần ít thôi. Còn chúng ta nếu mà muốn nó chắc chắn nó thành một cái cây to đẹp, một cái cây có giá trị, thì chúng ta phải chăm sóc cho cái cây đấy. Đó. Và sau khi chúng ta đã chọn được đúng cơ hội rồi, chúng ta đã gieo cái hạt mầm đầu tiên đấy xuống đất rồi, tiếp đến là mình sẽ cần phải chăm cái cây đấy lên. Và với em, sau khi đã xác định được cái công việc dành cho mình, em đã học thêm từ rất nhiều thứ, từ những anh chị ở bên cạnh em làm việc này, xong rồi bạn bè, và em cũng đi đọc rất là nhiều blog, những cái nhiều trang mọi người chia sẻ. Và em cũng chủ động nhận thêm những cái công việc khác nhau mà em cảm thấy là nếu mà mình có thêm kỹ năng về cái mảng này này thì nó sẽ hỗ trợ mình tốt hơn cho công việc. Cho dù là ban đầu mình làm chưa tốt nhá, nhưng mà em vẫn cứ chủ động xin phép là cho em làm, để em vừa làm vừa học. Và khi em làm thì em vẫn sẽ cố gắng là nghiêm túc và cố gắng để mọi người không phải đấm em bởi vì em làm việc như cái gì đấy. Em, và sau khi em nhận những cái công việc mới, những cái task mới, thì em cũng sẽ chủ động hỏi lại, xin lại những cái feedback từ đồng nghiệp và sếp đó. Còn anh Hoàng thì anh thì sao ạ? Và khi anh đã xác định được cái công việc và cái chuyên môn dành cho mình, anh đã làm gì để phát triển thêm cái sự nghiệp của anh một cách tối ưu nhất, ví dụ như là tối ưu quy trình làm việc hay là đánh giá sản phẩm, vân 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 vân. Nhìn chung thì với anh á, phát triển sự nghiệp á, có thể xem là phát triển bản thân. Chúng ta sẽ có nhiều khía cạnh của bản thân để chúng ta phát triển, và sự nghiệp nó là một khía cạnh mà chúng ta cần phải phát triển bản thân để mà sự nghiệp mình có thể phát triển theo. Nhìn chung thì phát triển bản thân nó là một cái quá trình mình học tập, mình rèn luyện để mình nâng cao được cái năng lực của bản thân, và từ đó mình tạo ra được nhiều giá trị hơn cho công việc của mình. Và khi mình tạo ra nhiều giá trị hơn trong công việc của mình thì tự nhiên cái sự nghiệp của mình sẽ được thăng tiến, sẽ được công nhận. Tuy nhiên là cái vấn đề là cái quá trình mà phát triển bản thân này á, nó lại diễn ra rất là dài, mà chúng ta lại phát triển với những cái nguồn lực có giới hạn. Nguồn lực có giới hạn là gì? Là mỗi ngày chúng ta chỉ có 24 tiếng và chỉ có khoảng 8 tiếng để làm việc thôi. Và nếu bạn nào siêng năng thì các bạn có thể lên tới 10 tiếng, 12 tiếng và 14 tiếng chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cái khoảng thời gian này nó cũng là giới hạn. Cái thứ hai là năng lượng. Ok, chúng ta có thể bỏ hết tất cả những cái thú vui khác, bỏ hết những cái việc khác để tập trung cho sự nghiệp của mình, thì năng lượng của chúng ta cũng không thể nào lúc nào nó cũng nhiều để mà chúng ta cứ liên tục làm việc 10 tiếng, 12 tiếng mỗi ngày để mà phát triển bản thân. Và cuối cùng đó là chúng ta có rất nhiều cái sự sao nhãng để mà khiến chúng ta bị lệch hướng. Ví dụ, tự nhiên một ngày đẹp trời cái chúng ta có người yêu. Đó là một cái sự sao nhãng rất là lớn. So mình đang chỉ đang nói về khía cạnh sự nghiệp nha. Vâng, còn anh không nói về khía cạnh khác nha. Về khía cạnh tình cảm thì đôi khi nó lại một cái sự phát triển, đúng không? Vâng. Tuy nhiên là nếu mình nói về khía cạnh là sự nghiệp thì nó là một cái sự sao nhãng. Tốt hay xấu thì anh không biết, nhưng mà nó chỉ là một sự sao nhãng thôi. Hay là một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta tự nhiên mở mắt ra chúng ta muốn làm một cái công việc khác, đó cũng là một cái sự có thể là sao nhãng. Khi mà mình đã xác định được một cái sự nghiệp hay là mình xác định một cái điều gì đó để mình muốn làm, thì mình làm sao để mà mình phát triển nó một cách bền vững. Anh dùng từ ở đây là bền vững ha. Và để phát triển nó một cách bền vững thì mình phải hiểu được năng lực của chúng ta trong một việc gì đó nó được tạo ra bởi những thứ gì. Anh có một cái định nghĩa như thế này. Năng lực là sự tổng hợp những cái thuộc tính cá nhân của một ai đó, của một con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo những cái hoạt động đó có thể đạt được kết quả cao. Nghe nó rất là triết học, nghe nó rất là hàn lâm đúng không? Mà
giải thích ngắn gọn thì năng lực là tổng hợp tất cả những cái thứ mà chúng ta có và những thứ đó giúp cho mình làm ra được, làm tốt được cái công việc đó. Và tất cả những thứ đó nó gom lại thành ba cái danh mục, ba cái yếu tố. Thứ nhất là kiến thức chúng ta có về cái lĩnh vực đó. Thứ hai, kỹ năng chúng ta có về cái lĩnh vực đó. Và thứ ba là thái độ chúng ta có đối với cái lĩnh vực đó. Để mà mình có thể phát triển một cách bền vững thì mình không thể nào thiếu bất cứ thứ gì trong ba thứ này. Đầu tiên là chúng ta đều nhận thấy rằng là thái độ là quan trọng. Thái độ ở đây không phải là tính cách cá nhân nha. Thái độ ở đây nó là thái độ của chúng ta với công việc đó. Ví dụ, chúng ta sẽ có một cái thái độ rất là ngoan ngoãn lễ phép với mẹ mình, nhưng mà thái độ với em mình là một thái độ khác. Tương tự, thái độ với công việc chúng ta đã chọn nó sẽ khác rất nhiều so với thái độ một cái sở thích nào đó khác. Vậy thì chúng ta phải hình dung ra được là khi mình chọn cái công việc đó, mình cần phải có một cái thái độ đúng đắn với công việc đó. Có nghĩa rằng bất kỳ thứ gì liên quan đến công việc đó, chúng ta cần phải tiếp cận nó dưới một cái tư duy là, thứ nhất là sẵn sàng để mà làm, để mà chịu những cái thiệt thòi, hay là chấp nhận đánh đổi để mà có thể phát triển được cái kỹ năng đó. Luôn lắng nghe, luôn để cho mình cái tư tưởng mở, để mà liên tục mình tiếp nhận những cái thông tin từ người khác trong cái công việc đó. Rồi, cái thứ hai là kiến thức. Kiến thức thì nó là những cái gì đó mà nó gọi là nền tảng, một cách rất là vững vàng để giúp cho mình áp dụng nó vào công việc và từ đó tạo ra kinh nghiệm. Kỹ năng thì chỗ này bắt đầu nó khó hơn một xíu nè. Có hai cách để mà chúng ta có thể hình thành được kỹ năng ha. Cách thứ nhất là chúng ta làm nhiều quen tay. Chúng ta làm rất nhiều cái việc đó, làm nhiều tới mức mà lần sau chúng ta làm một cách rất bình thường, rất là nhẹ nhàng mà chúng ta không cần phải suy nghĩ gì hết. Gọi là làm nhiều mà quen tay. Cách này là một cách mà tạo ra rất nhiều thiên tài hoặc là nghệ nhân. Tuy nhiên, họ sẽ gặp rất là nhiều vấn đề trong việc truyền tải cái kinh nghiệm đó của họ cho người khác. Chúng ta làm tốt việc gì đó, xong đến khi một ai đó hỏi mình là anh ơi làm sao mà anh làm được cái đó, làm sao để làm tốt được như vậy, thì anh cũng biết nữa, tự nhiên mình làm được thì được thôi, mình cứ bắt tay vô làm thôi em. Chăm tay không bằng tay quen đấy, đúng không anh? Đúng rồi. Tuy nhiên á, với suy nghĩ cá nhân của anh thôi nha, điều đó nó sẽ giúp cho mình phát triển được công việc của mình, nhưng nó không có thể giúp mình tạo ra được nhiều giá trị hơn nữa ở một thời điểm nào đó. Thời điểm nào đó là thời điểm mà khi mình không còn nhiều thời gian và năng lượng á, ví dụ như 40 tuổi, 50 tuổi á, 35 tuổi trở lên, mình không thể nào chuyện gì mình cũng làm được, đúng không? Mình cũng không có nhiều thời gian để mình cấp đầu cho mình làm được, mình bắt đầu phải lo lắng cho gia đình, mình bắt đầu phải có nhiều cái sự sao nhãng khác. Đó sẽ là một cái sự nghiệp nó không có được bền vững. Bền vững là nó phải là trải dài cả mấy chục năm ha. Vậy thì cái cách thứ hai để mà tạo ra kỹ năng của một người, đó là bắt đầu từ kiến thức, áp dụng nó liên tục. Mình học được một loại kiến thức A, mình áp dụng nó vô dự án, và mình phát hiện ra rằng là với dự án, với cái ngữ cảnh này thì kiến thức A đó nó hiệu quả, nhưng với dự án, với cái ngữ cảnh khác thì kiến thức A đó không hiệu quả. Và từ đó mình hiểu được rằng kiến thức A đó lần sau nếu mà có ngữ cảnh tương tự thì maybe nó có thể hiệu quả nè. Và tất cả những cái quá trình mình áp dụng nó vô dự án, mình áp dụng và mình tạo ra cho mình những cái lesson learned á, những cái bài học á, và nó sẽ tạo ra cho mình một cái loại kỹ năng. Và đây là một cái loại kỹ năng cực kỳ bền vững, bởi vì lúc đó mình có thể nói được cho người khác hiểu, mình có thể chia sẻ được với người khác những cái lesson learned, vì sao nó hiệu quả, làm thế nào để đạt được điều đó. Và từ đó mình có thể giúp cho team của mình, có thể build up cho team của mình, họ có thể làm tốt được công việc của mình, và giống như là mình có nhiều mình vậy đó. Và từ đó giá trị nó sẽ được tạo ra một cách nhiều hơn, và không phải lúc nào mình cũng cần phải bắt tay vô làm. Khi mình hình dung được ba cái thứ này ha, kiến thức, kỹ năng đến từ kiến thức và thái độ, thì tự nhiên cái sự phát triển sự nghiệp của mình nó sẽ được bền vững, nó sẽ được tối ưu. Trong cái phần 3 này là cái phần mà em nghĩ là quá nhiều kiến thức hay ho để các bạn có thể xem lại và các bạn cố gắng để phát triển. Bởi vì như anh Hoàng đã nói thì chúng ta sẽ không thể là mãi mãi là một người cứ làm như thế được, bởi vì sẽ đến những cái khoảng thời gian chúng ta phải có những sao nhãng, bởi vì không thể nào mà cả đời mình chỉ đi làm được, đúng không anh?
rồi dần dần mình cũng sẽ phải tìm gọi là những người kế nhiệm mình, những người có thể làm được ít nhất là giống mình, để bởi vì công việc thì nó vẫn ở đấy thôi, cái việc kiếm tiền thì nó vẫn ở đấy, đấy sự nghiệp của mình nó vẫn ở đấy, thì mà đến những cái lúc mà mình phải có chứ sao nhãng, thì nên kiểu dần dần thống kê lại mọi thứ để dễ dàng truyền tải cho người khác, để dần dần mình có thể tự cho phép mình sao nhãng. Đó, và đó là câu trả lời của anh Hoàng cho cái phần 3 ở đây, là chúng ta sẽ chăm sóc cái cây đấy như thế nào. Em sẽ tiếp tục đến với phần 4 là khi cái cây của chúng ta bị bệnh. Chẳng may là hôm nay trời mưa to quá, hôm nay gió to quá, chẳng may cái cây nó bị bung gốc, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây là em sẽ gửi đến anh Hoàng một câu hỏi của bạn Lộc. Bạn Lộc có hỏi anh là cái cách của anh chấp nhận cái rủi ro để phát triển sự nghiệp thiết kế của mình. Đấy, và những cái rủi ro nào mà những cái fresher, những bạn junior, những người chưa có hoặc là mới có rất là ít kinh nghiệm nên chấp nhận để phát triển bản thân mình nhanh hơn ở trong lĩnh vực này ạ? Ừ, anh nghĩ là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố. Thứ nhất là giai đoạn phát triển. Nếu mà tương ứng với cây á, khi mà nó nảy mầm á, thì lúc này chưa có sâu bệnh, chưa có rệp. Nó chỉ đơn giản là khi nó đang nảy mầm thì rủi ro có thể tới với nó là gió mạnh quá gãy. Đầu tiên là nó khác nhau ở giai đoạn. Thứ hai là nó khác nhau ở môi trường. Mỗi môi trường khác nhau sẽ tạo ra những rủi ro khác nhau. Cho nên là để mà trả lời nhanh được cái câu này á, thì anh sẽ chia sẻ lại những cái rủi ro mà anh đã dám chấp nhận, và có thể nó sẽ chưa đủ những cái rủi ro mà em có thể có, hay là em không có những cái rủi ro như vậy luôn. Tuy nhiên là anh chỉ chia sẻ lại những cái rủi ro anh đã từng chấp nhận thôi. Ở cái giai đoạn khi anh còn là fresher hay là junior, thứ nhất là anh chịu chấp nhận rủi ro về sức khỏe. Thời điểm đó thì anh làm rất là nhiều, anh làm từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều, rồi anh làm từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, và làm tổng cộng là 3 cái công ty khác nhau, chưa kể là freelance vào cuối tuần nữa. Thì đó là anh chấp nhận cái rủi ro về mặt sức khỏe để mà anh có thể làm được càng nhiều càng tốt. Cái thứ hai là anh chấp nhận rủi ro về tiền bạc. Có nghĩa là anh nhận rất là nhiều việc và anh sẵn sàng làm mà không cần đặt cọc. Thậm chí là anh có những cái công việc là anh bảo là anh cho em làm đi, nếu mà anh chọn thiết kế của em thì anh mới cần trả tiền, còn không thì thôi. Thì đó là cái giai đoạn anh làm fresher và junior, anh chấp nhận rủi ro về sức khỏe, anh chấp nhận rủi ro về tiền bạc để mà anh tập trung vào việc là anh thu thập được càng nhiều kinh nghiệm thực tế càng tốt. Và tại sao thời điểm đó anh lại chấp nhận rủi ro về sức khỏe và tiền bạc? Thứ nhất là lúc đó anh vẫn còn trẻ, cơ thể mình vẫn còn đủ cái sức khỏe, đủ cái sự hồi phục để mình chấp nhận cái rủi ro đó. Đương nhiên là khi mà mình bắt đầu cái công việc của mình là fresher và junior ở cái độ tuổi 40 hay là 45 thì mình không thể nào chấp nhận rủi ro về sức khỏe được rồi, đúng không? Cho nên là phải hình dung đó là thời điểm đó anh còn trẻ, anh mới 22, 23, 24 gì đó, anh chấp nhận cái rủi ro về sức khỏe, anh cũng chưa có quá nhiều cái sự quan tâm gánh nặng về mặt kinh tế để mà anh lo lắng về chuyện tiền bạc, cho nên là anh chấp nhận rủi ro đó. Và anh nghĩ rằng cái việc mà chấp nhận rủi ro sức khỏe và tiền bạc đã giúp được cho anh rất nhiều trong việc là anh mau chóng có được kinh nghiệm trong cái lĩnh vực của anh, để từ đó anh tới cái giai đoạn tiếp theo. Thì ở cái giai đoạn tiếp theo là middle junior, là từ cái đoạn giữa từ junior lên senior, thì anh chấp nhận rủi ro chuyển việc, anh chấp nhận làm những cái công việc khác hẳn những cái công việc chuyên môn anh đã làm, chỉ để anh cố gắng làm sao để anh trải nghiệm được đâu là cái thứ mà nó sẽ phù hợp nhất với mình, đâu là cái thứ mà mình đang làm tốt nhất. Vì thậm chí là mình nói là mình thích làm thiết kế, mình thích làm UX UI đi, nhưng mà như anh nói, trong UX UI nó có UX và có UI. Mình làm tốt UX hay là mình làm tốt UI hơn, mình phải trải nghiệm hết, mình phải làm được càng nhiều càng tốt, và chấp nhận làm những việc trước đó mình chưa làm bao giờ, và chấp nhận rủi ro bị sếp hay là bị những cái anh chị senior đi trước ghét khi mà anh chủ động góp ý để thay đổi quy trình hay là cách thức làm việc trong công ty nếu như anh thấy nó không phù hợp với bản thân mình. Ở cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà anh bắt đầu chấp nhận làm nhiều việc khác với mục tiêu là xem thử đâu là thứ mình phù hợp. Ở giai đoạn trước nữa là chấp nhận làm nhiều thứ để thu thập kinh nghiệm ha. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà bắt đầu làm nhiều và xác định đâu thứ mình làm tốt, và chấp nhận cái việc là mình sẽ bị sếp hay là bị các anh chị senior ghét mình
khi mà mình chỉ là một người tay mơ nhưng mà mình dám góp ý với họ. Đối với anh thì chuyện đó rất là bình thường, bởi vì khi mình góp ý với họ thì mình sẽ biết được lý do vì sao họ muốn mình làm như vậy. Sẽ có những lý do hợp lý mình nghe, sẽ có những lý do không hợp lý thì mình trình bày. Và anh tin rằng nếu chúng ta ở trong một cái môi trường lành mạnh thì những cái người sếp hay những người anh chị senior họ sẽ luôn có lý do của họ và họ sẽ hiểu cho lý do của mình khi mình góp ý. Còn nếu không, trong trường hợp mình bị sếp và senior ghét thiệt và đi mình thiệt thì đâu có sao đâu. Còn rất nhiều công ty khác để cho mình thử. Còn rất nhiều môi trường khác để cho mình tìm kiếm. Và đừng vì cái việc mà mình bị sếp ghét hay anh chị senior ghét mà mình ghét luôn cả họ. Bởi vì thế giới quan mỗi người khác nhau thôi, chúng ta không có dịp gì phải ghét nhau đúng không? Nếu mình không hợp với môi trường, mình thay đổi môi trường. Nếu mình thay đổi môi trường nó không được, mình đổi môi trường. đúng không? Đó, thì với anh suy nghĩ như vậy. Cho nên là ở cái cấp độ middle junior, junior anh đã chấp nhận những cái rủi ro là chuyển việc nè, rồi rủi ro bị người khác ghét nè, bị sếp hoặc là bị những người senior ghét nè. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn senior. Đây là cái giai đoạn mà cái rủi ro mà anh muốn chấp nhận nhiều nhất, đó là rủi ro bị tổn thương, tổn thương lòng tự trọng. Khi mà mình hình dung mình là một người đã có nhiều kinh nghiệm, mình đã có ít nhất là đã có được những cái sự thừa nhận hay những cái công nhận từ người khác, cho nên mình mới được làm vị trí senior đúng không? Thì lúc đó bản thân mình cũng hình thành cho mình một cái tôi, một cái lòng tự trọng rất là lớn. Tuy nhiên nếu mà mình cứ giữ cái tôi đó, mình cứ giữ cái lòng tự trọng đó thì mình không thể thay đổi hoặc là không thể học thêm những cái điều mới được. Và khi mà mình không thay đổi, mình không thể học thêm điều mới thì mình sẽ dậm chân tại chỗ và mình sẽ bị bỏ lại. Vậy thì câu chuyện ở đây là anh sẽ chấp nhận rủi ro bị tổn thương và thất vọng khi mình nhận ra bản thân mình cần phải học thêm nhiều loại kỹ năng mới. Và khi mình học những cái kỹ năng mới đó thì mình cần phải làm quen với một cái tư duy là chưa biết gì. Chưa biết gì về cái kỹ năng đó hết. Mình không thể áp dụng cái tư duy senior của một cái kỹ năng này để qua một cái kỹ năng mới hoàn toàn mà mình vẫn nghĩ rằng mình senior được. Chỗ này là chúng ta hay bị lắm nè. Giống như chúng ta là một senior UX UI designer, nhưng mà khi mình muốn học thêm kỹ năng teamwork đi, và trong teamwork thì mình là một con gà mờ, mình cần phải đi hỏi nhiều làm sao để teamwork hiệu quả hơn, thì mình không chịu. Mình cứ nghĩ rằng mình là senior, mình có thể làm tốt luôn cả việc teamwork. Các bạn không thể làm việc với tôi là do các bạn, không phải là do tôi. Thì như vậy là mình đã sai và tự nhiên mình sẽ bị đào thải thôi. Cho nên mình phải chấp nhận cái rủi ro mình bị tổn thương, mình bị thất vọng. Và đừng nghĩ rằng mình senior là mình ngon, mình làm giỏi hết mọi thứ. Khi mà mình bị các bạn middle junior góp ý về cách làm việc của mình, nhớ lại không, nhớ lại giai đoạn trước đúng không? Thì lúc đó mình phải bình tĩnh để mà mình giải thích lý do. Và nếu như bạn có một cái lý do khác phù hợp hơn thì mình phải điều chỉnh. Chứ mình đừng có lấy cái chức danh senior của mình ra mà ép buộc bạn hay là chì chiết bạn hay ghét bạn. Đó. Sau này có thời gian thì anh sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái rủi ro này, bởi vì nó sẽ còn nhiều câu chuyện đằng sau lắm. Và anh ơi, vậy thì có khi nào mà anh chấp nhận cái rủi ro ấy mà phải đối mặt với cả thất bại chưa anh? Ở cái thời điểm hiện tại á, là ở lúc này á, anh không còn nghĩ tới khái niệm thất bại nữa. Với anh bây giờ thì mọi chuyện nó chỉ là trải nghiệm thôi. Mỗi cái trải nghiệm đó nó sẽ mang đến cho anh những cái bài học khác nhau. Chỉ là đôi khi những cái trải nghiệm đó nó không giống với mục tiêu hay kế hoạch ban đầu mà anh đặt ra. Chứ không có nghĩa là nó mang đến sự thất bại ha. Chỉ là ban đầu mình đặt ra mình muốn được cái này, nhưng sau đó mình không được nó. Thì với anh nó không phải là một sự thất bại, mà với anh là đó là một cái trải nghiệm. Không đạt được một thứ gì đó, và mình có học được cái điều gì từ cái trải nghiệm đó hay không. Và sau mỗi cái trải nghiệm như vậy thì nó lại giúp cho anh hình dung ra rằng là mình có kế hoạch như vậy và mình nghĩ rằng mình làm như vậy thì mình đạt được kế hoạch đó, nhưng hóa ra không phải như vậy. Vậy thì lần sau mình cần phải làm khác đi. Mình phải thử một cái hướng mới, mình phải thử một cái cách tiếp cận mới. Nếu thực sự gọi là thất bại thì anh nghĩ rằng là đó là chỉ là cái việc mà chúng ta không thể nhận ra được bài học gì sau mỗi lần như vậy thôi. Bởi vì chúng ta bị cảm xúc nó khiến cho mình tê liệt. Nó giống như khi chúng ta không đạt được như kỳ vọng, chúng ta không đạt được như kế hoạch, thì bắt đầu mình cảm xúc mình lên. Mình đánh giá bản thân mình. Ôi, bản thân mình thật là tệ. Mình là một đứa thất bại. Mình chẳng có năng lực gì cả. Và tự nhiên những cái cảm xúc nó khiến cho mình bị tê liệt. Nó đưa mình tới một cái nỗi đau về mặt tinh thần rất là lớn. Cá nhân anh bây giờ thì
mỗi lần anh làm một thứ gì đó mà nó không được như kế hoạch của anh á, thì anh nghĩ rằng mình đã có được một cái cách mà mình làm không hiệu quả rồi, mình thử cách khác. Để đạt được mục tiêu chúng ta có 5-7 cách khác nhau, chỉ là chúng ta đã loại trừ được một cái cách nào đó thôi. Đó, sau 10 năm qua anh làm việc thì sau mỗi lần anh chấp nhận rủi ro thì anh đã phải đối mặt với rất nhiều bài học đáng giá của cho mình. Nhờ những bài học đó mà sau đó anh không mắc lại cùng một cái lý do đó nữa. Mặc dù anh vẫn dính rất nhiều những cái trường hợp mà anh cần phải học, nhưng mà bài học mỗi lần như vậy nó lại khác nhau. Em hỏi anh Hoàng tiếp là, như vừa nãy anh chia sẻ là cái vấn đề của những cái người mà đã đạt đến cái mức senior như anh vừa nói là sẽ đôi khi là mình phải chấp nhận rằng là cái sự tự tôn của mình nó bị tổn thương. Đấy. Em thấy đấy không phải là vấn đề duy nhất của những anh chị senior phải gọi là đối mặt, mà em thấy ở bên cạnh đó còn một vấn đề nữa, đấy chính là cái việc sau khi chúng ta đã đạt được những cái thành công nhất định này, chúng ta đã đạt được những cái sự công nhận nhất định, thì cái việc là mình giữ lửa, giữ cái đam mê, những cái khát khao để cống hiến. Đấy thì cụ thể ở đây là có một câu hỏi của một bạn gửi đến anh là mong anh chia sẻ về cái việc tìm lại lửa ở trong nghề. Bạn này đã may mắn tìm được đam mê của mình và hiện tại bạn đấy vẫn đang trên con đường theo đuổi đam mê. Nhưng mà bạn đấy đang cảm thấy là bản thân đang dần mất đi cái lửa, cái nhiệt huyết để cống hiến, và bạn đấy đang bị không chắc chắn về tương lai. Đấy thì anh có thể đưa ra cho bạn đấy lời khuyên, hoặc là anh có thể làm một cái gì đấy để giúp bạn đấy, để bạn đấy keep track, bạn đấy quay trở lại với cái đường đua của bạn đấy được không ạ? Rồi. Anh viết rất là nhiều chủ đề, anh viết là rất nhiều bài viết, và những cái chủ đề mà anh viết nó là thứ nhất là sáng tạo, thứ hai là thiết kế, và thứ ba là tự nhận thức. Và tất cả những cái câu hỏi mà liên quan đến dự lửa, liên quan đến tự học, động lực, nó là thuộc về chủ đề tự nhận thức. Vì sao như vậy thì anh nghĩ rằng á, chúng ta không có thể thay đổi được bên ngoài, chúng ta chỉ có thể thay đổi được chúng ta, rồi từ đó chúng ta sẽ tác động lên bên ngoài. Tương tự với việc là giữ lửa, cái lửa ở đây anh nghĩ rằng là nó là một cái ngọn lửa ở bên trong mỗi người, và làm sao chúng ta có thể giữ được cái ngọn lửa bên trong đó. Và để mà những bài viết của anh, hay là để mà những cái nội dung anh truyền tải nó trở nên nó dễ nhớ, dễ hiểu hơn, thì anh luôn cố gắng khái niệm hóa nó về một cái khái niệm nào đó, nó rạch ròi, nó gồm những yếu tố nào và chúng ta cần phải nói như thế nào, giống như hồi nãy giờ anh chia sẻ. Vậy thì cái câu chuyện cái ngọn lửa hay là giữ cái ngọn lửa đam mê trong công việc, nó cũng sẽ được khái niệm hóa như thế này. Chúng ta biết rằng cái sự cháy, cái sự bốc cháy ở bên ngoài, nó được hình thành bởi ba cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất là nguồn cháy, cái lửa đó nó bắt đầu từ đâu. Thứ hai là oxygen, là cái khí oxy để duy trì cái sự cháy đó. Và cái thứ ba là cái nguyên liệu, là cái gì để mà chuyển hóa cái năng lượng thành cái sự cháy. Thì đó là ba yếu tố cơ bản, và tương ứng với trong công việc. Bởi vì chúng ta đang tìm kiếm ngọn lửa đam mê trong công việc, thì tương ứng với trong công việc, ba yếu tố này sẽ tương ứng với nguồn cháy, nó sẽ tương ứng với lý do chúng ta bắt đầu công việc đó. Oxygen, nó sẽ tương ứng với môi trường chúng ta đang làm công việc đó. Và nguyên liệu, nó sẽ tương ứng với điều gì đang tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê của mình. Ba thứ ha, lý do chúng ta bắt đầu công việc đó, môi trường chúng ta đang làm công việc đó, và thứ gì đang tiếp tục nuôi dưỡng cái ngọn lửa của mình. Vậy thì đối với cái nguồn cháy hay là lý do chúng ta bắt đầu công việc đó, nó là cái câu chuyện đam mê thành công như vừa nãy anh có chia sẻ. Đó là cái thứ mà chúng ta thích làm và chúng ta có thể khả năng làm được nó. Rồi, chỗ này thì mình đã trả lời rồi nên nó nhanh ha. Thứ hai là với oxygen, hay còn gọi là môi trường chúng ta đang làm công việc đó, thì nó sẽ khá giống cái câu là anh hùng thì phải có đất dụng võ vậy đó. Nếu mà một cái người sinh ra văn võ song toàn, nhưng mà ở trong một cái thời kỳ nó rất là bình thường, nó rất là hòa bình, không có cái cách nào để giúp họ phát triển hay là thể hiện được năng lực của họ, thì cũng tự nhiên họ cũng sẽ bị lãng phí. Tương tự, cái môi trường chúng ta dấn thân làm công việc đó, nó có đầy đủ những cái thử thách chúng ta phải đối mặt để chúng ta phát triển bản thân hay không. Nó giống như oxy vậy đó, những cái thử thách nó vô hình thôi, nhưng mà nó phải luôn hiện diện ở khắp nơi, và bản thân mình phải là người chịu để ý đến những cái thử thách đó.
khi mà thử thách nó tới, mình xem đó là thử thách để mình phát triển bản thân, hay mình xem đó là một cái sự trừng phạt. Ví dụ như sếp mình giao cho mình nhận một cái công việc nào đó mà trước giờ mình chưa từng làm, và mình nghĩ rằng là thôi chết rồi, ông sếp này lại ghét mình, ông lại bóc lột mình rồi, thì đó là một sự trừng phạt. Nhưng nếu mình nhìn sang một kiểu khác là ồ, đây là một cái cơ hội để mình thử làm một cái việc mình chưa từng làm nè, mà còn được công ty trả lương, mà lỡ mình làm sai thì công ty phải chịu. Nói vậy thì hơi sai trái, nhưng mà đúng thiệt. Nếu mà sau này khi tụi em có cái cơ hội để quyết định lên một cái doanh nghiệp nào đó, thì tụi em cũng sẽ phải hiểu rằng á, khi một người sếp giao cho chúng ta một cái công việc mà chúng ta chưa từng làm á, thì bản thân cái người sếp đó cũng đang đặt niềm tin và đặt cược vào tụi em. Bởi vì thiệt hại thì là do công ty chịu, còn một nhân viên nghỉ việc là xong, đúng không? Đó, cho nên là đừng có nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt hay là một sự ghét bỏ đến từ sếp, mà hãy trân trọng những người như vậy nữa cơ. Họ đang tạo cho điều kiện để chúng ta phát triển bản thân, và chúng ta phải ở trong một, phải kiếm được những người sếp như vậy, chúng ta phải ở trong một cái môi trường như vậy, như thể là chúng ta cần oxy, ngọn lửa cần oxy để mà duy trì nó vậy đó. Tương ứng với điều đó, nếu mà chúng ta quá thiếu oxy, ngọn lửa của chúng ta sẽ bị lây lắc. Tức là chúng ta không dám chấp nhận thử thách, chúng ta không dám nhận những việc chúng ta chưa từng làm. Chúng ta chỉ dám nhận làm những việc mà chúng ta quen rồi, chúng ta cứ làm hoài, làm mãi. Thì tự nhiên chúng ta sẽ bị chán, và tương tự ngọn lửa của mình nó đã bị lây lắc rồi, nó không còn mạnh nữa. Nhưng cái gì nó cũng sẽ có hai mặt ha. Nếu mà quá thừa không khí, quá thừa oxy, lửa của mình cũng sẽ cháy quá nhanh và nó đốt hết nguyên liệu. Tương tự chúng ta sẽ bị burnout. Chúng ta sẽ bị burnout bởi vì chúng ta liên tục bị làm quá tải, chúng ta liên tục phải làm những thứ mới chưa từng làm, dẫn đến việc là năng lượng của chúng ta, thể chất của chúng ta bị ảnh hưởng, sức khỏe bị ảnh hưởng, và dần dần chúng ta bị burnout. Đó là giây phút mà chúng ta cần phải nói chuyện với sếp. Anh ơi, em biết anh rất là công nhận em, anh rất là muốn đặt nhiều niềm tin cho em, nhưng mà hiện tại em đang bị hơi quá tải, em cần phải được khoảng không gian để em nạp lại năng lượng cho mình. Thì em tin như vậy em có thể làm tốt, còn nếu không thì em sợ là em sẽ làm không tốt cái công việc mà anh đang giao. Đó, tức là chúng ta phải chủ động về bản thân mình thôi. Đừng hy vọng là ông sếp sẽ hiểu cho mình, hay là đừng hy vọng mọi thứ thay đổi. Nếu chúng ta ở trong được một cái môi trường mà có đủ thử thách, có những người thấu hiểu, biết mình khi nào mình đang bị burnout để mình điều chỉnh, mình thay đổi, thì tự nhiên cái ngọn lửa của mình cũng sẽ được duy trì. Và điều cuối cùng đó chính là nguyên liệu. Nguyên liệu là thứ tiếp tục nuôi dưỡng, là cái việc mà giống như là chúng ta tiếp muốn cái đốm lửa chúng ta muốn cháy, thì chúng ta phải liên tục châm củi, thêm những cái thanh củi vào trong cái ngọn lửa của mình vậy đó. Tương tự nó sẽ giống với khái niệm như hồi nãy anh nói, đó là những cái small win để mà tạo cái động lực để đẩy ta về phía trước. Tại sao anh lại gọi là small win? Là bởi vì nó nhỏ. Vì nó nhỏ nên chúng ta có thể dễ dàng, nhanh chóng thấy được nó hàng ngày, hàng tuần, thay vì chúng ta làm một cái dự án 6 tháng và hết dự án rồi chúng ta mới thấy được thắng hay thua. Thắng hay thua thì hơi quá, mà gọi là thấy được kết quả của nó. Thì như vậy trong khoảng thời gian 6 tháng đó, thì mình cứ bị lây lấp, ngọn lửa mình sẽ bị lây lấp, sẽ bị thiếu nguyên liệu. Vậy thì mình phải luôn tìm kiếm cho mình những cái niềm vui, những cái chiến thắng nhỏ xung quanh công việc hàng ngày của mình. Đôi khi nó rất là nhỏ thôi. Giống như là như anh hay chọn những cái việc này để mà trở thành small win cho mình. Ví dụ như là sau khi anh trình bày một cái giải pháp thiết kế, cái người khách hàng của anh họ rất là thích cái giải pháp đó, và họ thấy rằng đây là một giải pháp hay, và họ đồng ý với giải pháp đó. Đó là giây phút mà anh đã có small win. Anh phải nhìn nhận nó giống như là một cái niềm vui để mà tiếp thêm lửa cho mình, thay vì là ok, cảm ơn khách, ông thật là nice, rồi sao, rồi các kiểu như vậy. Thì mình phải luôn trân trọng những giây phút như vậy. Thậm chí là dạo gần đây á, khi mà anh nhìn thấy những cái bạn trong team của anh á, họ có thể deliver được, họ có thể hoàn thành được những cái milestone quan trọng của dự án mà không cần anh support gì cả. Nếu là người bình thường, họ có thể nghĩ rằng thôi chết rồi, mình useless, mình sắp bị thay thế rồi, mình không còn quan trọng trong cái team này nữa, mình không còn quan trọng trong công ty nữa. Thì tự nhiên họ sẽ bị áp lực và họ sẽ tìm cách. Nhưng với anh thì, đối với anh thì anh cảm thấy rằng là các bạn của team anh đang trưởng thành hơn, các bạn đang giỏi giang hơn, và các bạn đã có thể chủ động hơn trong công việc của mình, đã có thể coi như là các bạn đã phát triển được năng lực của mình rất là tốt và hoàn thành được nó mà không cần người khác support. Và đối với anh đó là những cái niềm vui, đó là những cái small win để tạo động lực cho anh đi tiếp.
tương tự với việc viết cũng vậy ha. Việc viết là một cái việc rất là nhỏ thôi, tuy nhiên là khi mà anh được Medium trao cho cái danh hiệu là top writer của lĩnh vực sáng tạo, rồi thưởng tiền cho những cái bài viết của anh, mặc dù nó nhỏ thôi, nó không là cái gì cả, nhưng mà đối với anh, đối với công việc viết của anh thì nó giống như một cái động lực để mà nó khiến cho anh muốn viết nhiều hơn vậy đó. Thì quan trọng ở đây là chúng ta hãy luôn cố gắng nhìn nhận những cái điều gì đó xung quanh cái công việc của mình một cách tích cực, và nó sẽ mang lại cho mình cái nguyên liệu để mình tiếp tục duy trì cái nguồn chảy cho mình. Bây giờ á, cái bạn mà vừa mới hỏi anh á, em hãy thử nhìn lại xem trong ba cái yếu tố anh vừa mới kể á, em đang bị thiếu yếu tố nào. Thứ nhất là nguồn cháy, lý do bắt đầu. Em có một cái lý do nó chắc chắn, nó thấu hiểu bản thân mình chưa? Thứ hai là oxygen, là không khí, là môi trường mà em đang dính thân. Nó có tạo ra thử thách vừa đủ để em duy trì cái sự cháy của mình không? Hay nó đang trở nên nhàm chán, hay là nó quá cháy dẫn đến việc là em bị burnout? Và cái thứ ba là em đã tìm kiếm những cái nguyên liệu nhỏ thôi, small win thôi, trong công việc hàng ngày của mình chưa? Hay là em để những cái công việc đó, những cái khoảnh khắc, những cái moment đó nó trôi tuột, nó trôi qua, và sau một tuần mình nhìn lại thì tuần vừa rồi thật là chán ngắt, chẳng có điều gì xảy ra cả, công việc cũng như bình thường, sáng ra ngủ dậy, đi làm, về, nghỉ ngơi, và mỗi ngày trôi qua nó rất là bình thường. Xem thử rằng mình đã đầy đủ ba cái yếu tố đó hay chưa, và nếu thiếu em sẽ phải tìm kiếm nó. Okay. Để duy trì được cái ngọn lửa của mình. Một là thêm, hai là thay thế, đúng không anh? À, cái chuyện thay thế thì anh không biết ha. Mà nên là duy trì được ba cái yếu tố đó thì cái ngọn lửa của mình nó mới được tiếp tục. À, chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề ở đây là nếu mà cái cây của mình bị bệnh hay là có cái vấn đề gì xảy ra, chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng. Khi cái cây đấy nó đơm hoa, nó kết trái, và khi chúng ta bắt đầu nhận lại được những cái thứ gọi là thành quả. Vậy thì ở cái giai đoạn cuối này, khi cây đã đơm hoa kết trái rồi, có lẽ nó là cái giai đoạn mà người trồng cây mong muốn nhất. Nhưng mà dù vậy đi chăng nữa thì với mỗi người thì cái định nghĩa cái trái ngọt nó sẽ có thể là khác nhau. Em muốn hỏi là với anh Hoàng thì sao? Là một nhà thiết kế sản phẩm, anh định nghĩa thế nào là một thiết kế thành công ạ? Đây sẽ có hai vế đúng không? Được. Định nghĩa như thế nào là hoa và trái ngọt, và là một nhà thiết kế sản phẩm thì đó, định nghĩa một thiết kế thành công nó là như thế nào? Trước tiên thì ngay từ đầu cái buổi ngày nói chuyện ngày hôm nay thì anh cũng có chia sẻ ha. Hành trình phát triển bản thân là một cái hành trình mà chúng ta liên tục giỏi hơn chúng ta ngày hôm qua. Chúng ta phải tìm kiếm những cái bản thể, những cái version chúng ta giỏi hơn cái version chúng ta ngày hôm qua. Đây là một cái hành trình gần như là vô tận, và nó không có đích đến. Nó chỉ có mục tiêu chứ nó không có kết quả, nó không có đích đến. Cho nên á, là nếu khi mà mình xác định phát triển bản thân là để hái hoa, để thu được hoạch được trái ngọt á, thì vô tình mình đang set cho mình một cái đích đến. Vậy thì khi mà mình hái được trái ngọt thì rồi sao? Mình không trồng nữa hay sao? Hay là mình dừng lại cái công việc phát triển bản thân của mình? Thì đó, thì với anh trong công việc hay trong bất kỳ một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta phát triển bản thân chỉ cần chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đã giỏi hơn chúng ta ngày hôm qua. Chúng ta cảm thấy rằng nha, còn có giỏi hơn thiệt hay không thì nó có nhiều cái sự đánh giá khác nhau. Tuy nhiên chúng ta luôn hướng tới một cái bản thể mà chúng ta tin rằng nó sẽ tốt hơn bản thể mà chúng ta của ngày hôm qua. Và hoa thơm hay trái ngọt nó sẽ xuất hiện trong cái hành trình đó, và nó sẽ xuất hiện ở mọi thời điểm, và may mắn thì chúng ta cứ thu hoạch thôi. Nhưng thu hoạch xong thì chúng ta vẫn tiếp tục với hành trình của mình, đó là tốt hơn và tốt hơn thôi. Còn có được trái ngọt, có được hoa thơm thì vui, không có thì chờ, không có thì cũng không sao cả, đúng không? Cho nên là với cái vé đầu, anh nghĩ rằng cố gắng đừng đặt hoa thơm hay trái ngọt hay là một cái đích đến nào đó rõ ràng cho công việc của mình, vì khi mình đạt được nó rồi thì mình sẽ không biết làm gì tiếp theo. Cái vế thứ hai đó là làm một nhà thiết kế sản phẩm thì anh định nghĩa như thế nào là một thiết kế thành công. Ở GitHub bọn anh á, là một công ty mà là tập hợp của những người bạn có cùng có đam mê làm thiết kế sản phẩm, là có một cái niềm tin chung, đó là bọn anh định nghĩa rằng một cái sản phẩm tốt nó phải đạt được ba yếu tố. Thứ
Thứ nhất là nó phải đạt được mục tiêu về mặt kinh doanh. Thứ hai là nó mang lại lợi ích cho người dùng. Và cuối cùng là nó phải khả thi về mặt công nghệ. Và để làm được một cái sản phẩm tốt như vậy thì nó rất là khó. Và nó không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Vì vậy là anh muốn đổi cái câu hỏi này lại thành: đâu là một cái giải pháp thiết kế khiến anh hài lòng để thực thi? Một cái giải pháp thiết kế khiến cho anh hài lòng để anh thực thi sẽ là một cái giải pháp có được từ một cái quá trình cả team thu thập và phân tích các yếu tố về kinh doanh, về người dùng, về công nghệ một cách rõ ràng. Và có như vậy thì khi cái giải pháp đó nó hoạt động hoặc không hoạt động thì người thiết kế mới hiểu được lý do vì sao và có một cái giải pháp thay thế. Tại sao mà anh không dùng từ thành công hay là tốt nhất? Bởi vì khái niệm thành công nó là một cái khái niệm rất là mơ hồ trong cái lĩnh vực thiết kế sản phẩm. Sẽ có những cái sản phẩm khi ra đời nó rất là thành công, nó được công chúng đón nhận. Nhưng sau đó công ty đó vẫn phá sản là bởi vì người ta đón nhận quá, người ta không có trả tiền cho nó. Có rất nhiều startup bị trường hợp như vậy. Họ thiết kế sản phẩm quá tốt dẫn đến việc là khách hàng họ không cảm thấy cần phải đăng ký một cái gói cao cấp hơn để sử dụng nó nhiều hơn. Anh lấy ví dụ như là Evernote. Evernote từng là một cái startup về Note rất là phổ biến, nhưng giờ đang dần dần mất đi cái vị thế của mình bởi vì họ làm quá tốt nên người dùng họ muốn trả tiền để nâng cấp thành bản premium. Đó là một ví dụ. Tương tự, một cái công ty mà quá chăm vào mặt lợi và mặt mục tiêu kinh doanh thì người dùng họ cũng sẽ không có thoải mái với nó, và khi có một cái đối thủ tương tự rẻ hơn, họ sẽ nhảy qua đối thủ bên kia và họ sử dụng. Cho nên thành công về mặt kinh doanh hay thành công về mặt người dùng đón nhận nó vẫn chưa phải là một cái thành công cuối cùng. Và đôi khi là những cái ý tưởng sản phẩm của mình thiết kế ra xong mà khả năng thực thi về mặt công nghệ cũng không được luôn thì cái sản phẩm đó còn bị chết yểu nữa cơ, idea đó còn không thể nào ra đời nữa cơ. Đó, với anh đó là một cái giải pháp phù hợp, là một cái giải pháp nó phải cân bằng được ba yếu tố đó. Và thành công hay không thì có lẽ là nó sẽ là những cái câu chuyện về mặt thời điểm. Còn với anh thì một nhà thiết kế thành công là một người đã có thể giải thích được lý do vì sao mình chọn giải pháp đó. Mình hiểu được đâu là những giải pháp có thể thay thế và những điểm mạnh, điểm yếu của giải pháp đó. Để khi cần, mình có thể ngay lập tức thay thế một cái giải pháp khác. Cho nên với anh đó là một người thiết kế họ đã làm tốt trong cái công việc của mình. Thì là một người như vậy. Dạ vâng, rất cảm ơn anh Hoàng về tất cả để chia sẻ từ nãy đến giờ về rất nhiều vấn đề. Và tự chung lại thì chúng ta vẫn cần phải nhớ rõ nhất đấy là đừng bao giờ ngừng cái việc phát triển bản thân mình lại. Hãy luôn luôn vận động, hãy luôn luôn di chuyển, hãy luôn luôn làm sao để tự mình cảm thấy mình là một bản thể tốt hơn mình của ngày hôm qua. Còn cái việc mình tốt hơn thật hay không thì như anh Hoàng nói là không biết. Đấy, còn mình tự cảm thấy mình tốt hơn đã là một cái điều gì đấy tốt rồi. Và cũng đừng cố gắng đặt ra những cái target cụ thể, bởi vì nếu mà khi chúng ta đặt ra được những cái target cụ thể rồi và khi chúng ta đạt được nó rồi thì rất có thể là chúng ta sẽ không biết là mình cần phải đi tiếp như thế nào, mình cần phải làm gì tiếp theo. Đó, và chỗ này cho anh phong một xíu là đừng đặt ra đích đến cuối cùng thì đúng hơn. Còn target cụ thể thì nó có thể giúp cho mình hình dung ra được cái progression của mình, tức là cái quy trình của mình có đang tiến bộ hay không. Thì với anh thì anh vẫn nghĩ là vẫn nên đặt target ha. Chỉ là đừng nên đặt đích đến cuối cùng. Đích đúng không ạ? Đúng rồi. Em thay mặt chương trình và tất cả các bạn đã đặt câu hỏi cho anh Hoàng, cảm ơn anh Hoàng bởi vì những cái chia sẻ rất là hữu ích của anh. Rất mong là chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau ở trong một buổi nói chuyện nào khác về một vấn đề khác hay ho hơn về UX UI chẳng hạn. Rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình của bọn em. Anh cũng muốn cảm ơn team đã cho anh một cái cơ hội để anh có thể ngồi đây, anh có thể chia sẻ những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của anh về đầu tiên là về cái việc mình phát triển bản thân, thứ hai là việc mình duy trì cái ngọn lửa của mình trong cái công việc nào đó, và thứ ba là về lĩnh vực UX UI. Thì anh cũng sẽ hy vọng là qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì các bạn có thể lấy ra được những cái thông tin mà các bạn thấy rằng phù hợp với quan điểm, với hoàn cảnh của các bạn. Rồi từ đó các bạn có thể xem đó như là một cái yếu tố để mà các bạn có thể tham khảo trong cái hành trình phát triển bản thân của mỗi người. Và
trong hành trình này nếu mà có những cái hay ho khác, có những cái chia sẻ khác, có những cái điều gì đó hay ho khác, thì anh hy vọng các bạn sẽ là những người tiếp theo để mà cùng chia sẻ, cùng nói về những cái bài học chúng ta đã phát triển bản thân như thế nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh ạ. Chào anh ạ. Rồi, tất cả mọi người.